ăn tay á. Ngon lắm các bạn, béo ngậy. Này mọi khi vợ ăn này béo hơn này. Mọi khi vợ bảo anh rời anh làm sao được mà đừng có đùa nha anh. Này anh làm cho mà xem. Chế nhá. Hôm nay thì máy bơm biết là chưa hỏng các bạn ạ. Thì hôm nay là anh em tôi là quay ra là làm bánh trôi các bạn nhá, bánh trôi nhiều màu. Đấy, đây mình đã lấy đủ 5 màu rồi. Đấy, đầu tiên là màu vàng này là quả bí các bạn nhá, đây này. Đấy, mình đã xay sẵn rồi. Đấy, xay trong lọc đi nhá. Nhặt nhặt quả bí đấy cho anh ấy. Đưa quả bí đây. Đấy. Đây màu vàng của quả bí các bạn nhá. Đấy. Rồi ok, bắt đầu mình nhào nhá các bạn nhá. Okay, mình đã làm xong một màu vàng các bạn nhá, từ quả bí này các bạn nhào đều này. Đây, bột nó dẻo quện này là được các bạn nhá. Rồi. Rồi mình bỏ sang bên các bạn nhá. Tiếp theo mình sẽ làm màu. Màu này là màu cà rốt nha các bạn nhá. Đây, cà rốt đây mình thay ra đây. Xay xong các bạn lọc nhá. Rồi, tiếp theo là màu cà rốt. Ui, nhìn đã ngon nhỉ. Đói quá à. Nhìn đã thèm. Mọi khi vợ bảo là ấy, vợ bảo anh chỉ có ăn sẵn được. Được, hôm nay để anh làm cho mày ăn. Cho mày hẳn bánh to cho mày sướng. Đều nha. Càng bóp được lâu thì càng dẻo, thế nó đen nó tân dẻo. Đây là mình đã nhào xong cái bột cà rốt các bạn nha. Đến lượt dưa hấu này các bạn này. Đây dưa hấu nha. Một mình làm cũng xuể các bạn. Mình gọi mẹ ra đầy dưa hấu nha. Nếu mà sửa chữa máy bơm biết thì cầm tô vít kìm thì một mình được, nhưng làm bánh thì phải hai người các bạn. Mình làm không làm được. Hộ anh ít bột đi, hộ anh ít bột đi. Cho anh ít bột ra đi. Đấy, ui đẹp không ạ? Quả 100% rồi. Đâu hết á? Toàn có quả sạch, rau sạch. Thực phẩm sạch các bạn nha. Rồi ok, đã xin được rồi, để chào mọi người. Đấy các bạn nhào, nhào thật đều nhá. Đấy để độ bột nó dẻo nó cấu kết vào nhau. Đẩy hộ cái bếp đánh to to tí đi. Đây này mày trồng củ cho nó té to. Mi mày để cho anh cái bột gọn ra đi, để xong cho mẹ nặn xong cái thì mẹ xếp ra cái mâm đấy luôn đi. Đây không, để dọn mất cái chậu đi cho đỡ vướng. Rau dền đỏ các bạn nha. Mình không có củ dền, mình lấy rau dền mình đun xong mình lấy nước mình trộn vào các bạn nha. Đấy. Đây nước rau dền đỏ.
tùy nha các bạn nha, làm nhiều thì cho nhiều nhá. Đây mình làm bánh to các bạn nhá, cho nên là mình nghĩ trộn nhiều này, nếu các bạn làm bánh nhỏ thì trộn ít vừa phải thôi. Đây là mình hôm nay mình trổ tài cho vợ xem nha. Bánh hẳn bánh to. Nhìn thấy là no luôn rồi. Cái màu xanh các bạn nha, mình lấy từ rau ngót các bạn nha, rau ngót hoặc là lá dứa cũng được các bạn nha, lá dứa mà lá dứa mình ăn quả đấy nha. Nhưng ở đây mình có rau ngót thì mình lấy rau ngót các bạn nha. Đấy. Màu đẹp không? Đúng của nó là 7 màu các bạn, ngũ sắc là 7 màu, nhưng màu tím mình không có đây. Đấy. Màu tím thì các bạn lấy từ khoai lang tím này, khoai lang tím hoặc là bắp cải tím nhá, các bạn đều xay ra. Đấy, trộn màu là được. Đấy, màu là rau đấy. Cho anh một ít bột nữa đi. Quá đỉnh luôn. Rồi, ôi. Nhìn vào đây phê. Rồi, khâu nhào bột của mình đã xong các bạn nha. Đấy, bây giờ bắt đầu mình chuẩn bị đi nặn bánh. Đây, đã nặn xong rồi. Ok, vừa rồi mình đã nhào xong bột các bạn nha. Bây giờ mình sẽ nặn bánh này. Đây nha các bạn, nhân đây nha, nhân mình đã làm sẵn. Tay mình là thực ra là chỉ có cầm tô vít với kìm các bạn, nhưng lần đầu tiên làm bánh hơi ngượng, nên có gì các bạn thông cảm nhá. Qua. Rồi, ôi giời. Đẹp hết không kìa. Rồi, một cái. Vậy là mình đã nặn xong 5 cái bánh các bạn nhá. Cái màu vàng là từ quả bí này. Màu xanh là từ rau ngót này. Đấy. Màu hồng này là quả dưa hấu này. Đấy. Màu đỏ này quả rau dền này. Đấy. Màu cà rốt. Màu cà rốt đây, màu cà rốt đây các bạn. Đấy. Màu cam này, cà rốt đây. Ấy thằng Bi phải phụ anh để xong lúc anh cho vào luộc để anh còn nặn nhá. Nặn lại cho nó tròn này. Bi phải bê. Rồi. Bắt đầu mình cho đi luộc các bạn nha. Đây, bếp đây rồi. Mở xo xem sủi chưa. Cái này là rau dền này. Wow. Rau ngọt nhá. Ui chua chua bỏng. Dư chân. Có cà rốt này. Quay giống nhưng mà thổ quay giống. Rồi, chiếc cuối cùng là bí đỏ. Chờ đợi nhé các bạn nhá, xem bánh chín chưa, cũng lâu phết đấy. Anh xem nào. Nổi rồi, nổi rồi, nổi rồi, nổi rồi. Nổi là chín các bạn nhá, đây nha. Đấy. Nhìn thấy không? Hơi khó tí các bạn nhá. Ui giời, ui.
Cho vào chậu nước các bạn nhá. Đấy, rửa qua cái sang để. Ui, chậu nước hơi bé. Ui. Ua. Tiếp cái nữa đây, tiếp cái nữa đi. Đi. Thay thế cái khác để cho đủ 5 cái các bạn nhá. Đây này, 5 cái đây. Rồi bây giờ mình sẽ thưởng thức từng cái một. Đấy. Rồi. Đầu tiên mình sẽ ăn cái màu vàng này, quả bí này đi. À, đưa dao đây, cắt ra thì ăn được. Ôi. Nó hơi bị dày các bạn nhá. Ủa, này, dài lắm. Đấy, mới ăn cái nào ăn. Ui, dẻo thế. Đây các bạn nhá, đây là bí nhá. Đây rau dền. Rồi. Mời tất cả các bạn nhá. Cái này là màu, cái này là bí các bạn nhá, ăn có mùi vị của bí này, béo béo ngậy ngậy này, thơm của bí nhá. Ôi dính lắm. Rau dền này em thấy anh, nguyên mùi rau dền. Đây là rau ngót. Rau ngót nguyên mùi rau ngót không nhận. Rồi. Ôi, nếu mà hai anh em mình ăn hết 50 bánh này chắc là không bò được. Cho thử đến lượt cái này là cái dưa hấu à. Đấy. Dưa hấu có mùi thơm của dưa hấu nhá. Đấy, cà rốt. Cà rốt màu vàng cam màu gì. Ủa, dính lắm các bạn. Ui dồi. Nó ăn nhau căng tay. Này ăn tay ạ. Ngon lắm các bạn, béo ngậy. Này mọi khi vợ ăn này béo hơn này. Mọi khi vợ bảo anh giời, anh làm sao được mà đừng có đùa nha anh. Này anh làm cho mà xem. Thử cái màu cà rốt này không? Mày ăn lại xem ngon thế. Ngon lắm các bạn. Cà rốt thì có mùi vị thơm của cà rốt các bạn nhá. Thơm nhất là cái rau ngót này. Béo nhất, thơm nhất. Rau ngót có mùi thơm của rau ngót. Béo béo ngậy ngậy đúng không? Mát mát. Đấy. Được, anh em mình khai phá cái này đi. Mãi chả đến nhân nhỉ. Ủa. Rồi. Không nhân đâu. Đây đấy. Ui giời, đây rồi. Wow. Này, mỗi em nữa. Đấy. Nghe cái bánh ấy không nhân à. Cắt đi. Anh còn chán ra được rồi. Cứng như tư đá rồi. Đây, đây, đấy. Đây các bạn nha, ăn bánh này là nên dùng kéo mới dùng dao các bạn nha. Gần thì có vị ngọt quả đường. Đấy. Ăn dùng kéo. Ngon không? Tí mang người ấy, ai điện cho người ấy. Vẫn phải dùng kéo anh em, không cần. Ăn được vài miếng đầu đầu thì đấy, bởi vì sau nó ngậy lắm, béo ngậy lắm. Béo ngậy cũng như mỡ. Béo lắm. Này bạn nào làm bé bé nhá, đừng làm to này. Ăn vất lắm. Này. Ủa, nặng quá.
ăn hết đến cái này. Ăn trong ngót rồi. Ai giỏi lên. Vẫn không thể bỏ được nhân các bạn. Vẫn là nhân nhá. Còn là cái mà bánh. Rồi. Đây ạ. Ôi. Ngập mồm. Con đi cầm đấy. Đẹp chứ. Ôi, ngậy lắm. Ngon. Béo ngậy. Rồi đúng không ạ? Ông đi cầm cả cái mà ăn này. Mất bao công rồi làm mà không ăn. Ăn cái này này, mẹ ăn đi. Em nhường anh ăn đấy. Thôi thì để ăn trước, mày ăn sau. Nãy mày nặng cái này đâu, mày ăn đi. Anh ăn đi. Mày chơi à, mày nặng đâu. Dính quá các bạn ạ. Ôi, nó dính quá các bạn ạ. Ăn này tối về vợ nấu cơm mà anh ốm rồi anh không ăn cơm nữa đâu. Lên giờ anh ngủ luôn. Tuyệt vời. Béo quá các bạn. Này. Có mà anh về cho vợ ăn. Ăn đi no chưa? No rồi. Mình đã thử 5 cái bánh rồi các bạn. Tình hình là không thể ăn hết được. Đấy. Video của anh em mình kết thúc ở đây. Đấy, kết thúc tại đây nhá. Anh em xem video thì nếu thấy hay này, nhớ like này, subscribe, đăng ký, chia sẻ ủng hộ kênh Quốc Đồ Chế nha. Rồi, chào cả nhà.